cây ơi lay lay kè cho đôi bạn trẻ đón xuân về. Quan quan hai 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 một lời tôi sức khỏe nhất 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 nhất
Cũng có một lời cảm tạ và nhận sâu. Vâng, xin mời đại diện vị họ nhà trai xin có một lời cảm tạ. Cũng như quý khách, tất cả các bạn trẻ, các cháu luôn luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành
tích trong những ngày xa quê và làm việc tại đất này. Và gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình và tất cả các đại biểu cũng như tất cả các quý vị, lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện họ nhà Cai. Vâng, để đáp lời chương trình, chúng tôi xin trân trọng mời quý vị chúng ta hãy nghe một ca khúc. Vâng, một ca khúc rất là hay. Vâng, một nữ ca sĩ đến từ mảnh đất Hà Nội. Vâng, đó là ca sĩ Hồng Sâm. Vâng, Hồng Sâm có giọng hát rất là dài. Vâng, nếu cô mà hát thì chắc cái đài nó cũng phải thua. Vâng, kính thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta hãy nghe giọng hát của cô ca sĩ Hồng Sâm. Xin chào quý vị và các bạn. Lần đầu tiên cho phép tôi gửi tới quý vị và các bạn.